năng của thị trường bất động sản Bình Phước cũng như nhu cầu an cư của người dân địa phương. Ngày hôm nay, đơn vị phát triển dự án Captain Land trân trọng giới thiệu cơ hội an cư và đầu tư sinh lời vượt trội tại dự án Captain Park House, và đó cũng chính là lý do đặc biệt của sự kiện ngày hôm nay. Sẽ là một vị trí mà quý vị chúng ta sẽ yêu thích nhất, đây là quý vị đã quyết định lựa chọn ngày hôm nay, đó là vị trí A0610, là một quý nhà đầu tư đến từ đại lý Phương Nam Khớp. Xin được cảm ơn và chúc mừng.